Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều nay, ngoại trừ dầu diesel giảm 90 đồng một lít, các mặt hàng xăng dầu khác đều tăng giá. Trong đó, giá xăng tăng thêm từ 840 đồng đến 1.110 đồng một lít. Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá xăng RON 95 tăng lên 23.860 đồng một lít, xăng E5 RON 92 có giá 22.710 đồng một lít, dầu hỏa 24.740 đồng một lít, dầu mazut 14.760 đồng một kg. Riêng dầu diesel giảm còn 24.980 đồng một lít. Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính cũng quyết định trích lập vào quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng RON 95 và xăng E5 RON 92 là 200 đồng một lít và đối với dầu mazut là 300 đồng một lít. Riêng dầu hỏa và diesel không trích lập vào quỹ, đồng thời quyết định không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu ở kỳ điều hành lần này.